tắm. Kỳ chủ đúng là đồ ngốc, đây là hôm đã bị ngài đánh bại, hãy chú nghiền với ngài. Vốn dĩ ngài thân là phàm nhân sẽ bị chú quyền giết chết ngay lập tức, nhưng ta giúp ngài kéo lại cách cái mạng đó, giảm cái số mệnh là mà cô nãy nãy trộn trúng, nhất định là phải đợi hắn tan thành nghìn mảnh. Vậy bây giờ ta còn lại bao nhiêu thọ mệnh? Chú nghiền này khiến thọ mệnh tiêu hao nhanh gấp 100 lần vốn dĩ có 2 năm thọ mệnh, giờ chỉ có thể chống đỡ 1 tuần. 1 tuần? Không sai, ngài sắp chết rồi. Mau nghĩ cách để giải quyết chú nghiền. Lần này chúng ta coi như là cùng một chiến tuyến rồi. Ơ? Tên cậu cậu này cũng không nhìn cái nơi mà ném mình vào. Công tử, sao ngài quay lại rồi? Hồng Anh. Công tử. Hồng Anh, nếu như có tin tức thọ dược, trực tiếp đến tiệm thuốc Cẩu Khang ở thành Nam tìm ta. Ta có chuyện phải rời đi rồi. Công tử cứ yên tâm, Hồng Anh nhất định sẽ cố gắng tìm thấy vật tăng thọ nghiêng cho công tử. Ta đi trước 1 bước. Công tử, Hắc Phong trại. Ta không muốn chết. May mà phân thân đánh trúng người đó, lâu lại ẩn ký ở trong thần hồn, mới có thể thuận lợi như vậy. Bất cứ người là Nghiên Anh chân nhân hay là thiên thần chuyển thứ, trúng chú thiên tri thuật này thì chỉ đợi chết ra một cách im hơi lặng tiếng đi. Chết. Thì ra người đã nghĩ xong kết cục của bản thân rồi. Không thể nào, sao ngươi cảm giác được đó là thần vật cái thời đại của tiên đó? Ồn ào. Một phó tiêu hao một nửa thọ mệnh. Thật sự không có vấn đề gì sao? Thay vì lo lắng thọ mệnh, ta vẫn là lo lắng hắn chết không đủ thảm hơn. Vậy ta cũng tới giúp ngài. Dù sao chúng ta là cộng tác mà. Sao có thử? Người rõ ràng đã trúng chú nghiền rồi. Cút đi. Sao có thử? Cuối cùng hồn đá trong trung hóa thành bụi phấn. Giả âm ta, tìm chết. Ký chủ, ngài vui mừng quá sớm rồi, bây giờ thọ mệnh của ngài vẫn đang tiêu hao với tốc độ 100 lần một ngày. Ta rõ ràng đã phá hủy chú thiên sử. Sao lại vậy? Quá mượn rồi, chủ thực đã dính ở trên người ngài rồi. Hủy đi thứ đó đã vô dụng rồi. Cái gì? Vậy là ta sắp xong rồi. Thiên võ trước cổng dược quán. À, có quái vật. Mau chạy, có quái vật ở trên đường. Quả nhiên cậu cử tính không sai. Mình chỉ còn lại tuổi thọ 3 ngày. Làm sao bây giờ? 3 ngày. Ta quay vào rồi. Linh Nhi cẩn thận. À, Thiếu Phạm ca ca, huynh quay vào rồi. Nó là Tiểu Miên Hoa. Tiểu Miên Hoa. Tiểu Miên Hoa là bạn đồng hành với mụi từ nhỏ, vốn dĩ rất thân thiết với mụi. Nhưng có một ngày Hắc Phong trại tập kích chung gia, cha mẹ bị giết, mụi cũng bị bắt. Tiểu Miên Hoa trong đám cháy lớn bị chia cắt với mụi. Sẽ có một ngày mụi sẽ báo thù. Đừng có buồn nữa, Hắc Phong trại đã bị xóa sổ, người hại mụi đã biến mất rồi. Cái gì? Hắc Phong trại không còn nữa? Bọn chúng làm nhiều điều ác, chọc đến ta liền giữ hết bộ chúng. Yên tâm, từ nay về sau mụi là người nhà của ta, không ai có thể ức hiếp mụi. Thiếu Phạm ca ca. Thiếu Phạm ca ca huynh, đói chưa? Mụi đi làm chút đồ ăn cho huynh. Còn nói nhảm nữa, ngày chỉ còn lại có 3 ngày. Đúng vậy, làm sao giờ thời gian ngắn như vậy đi đâu tìm thuốc tăng tuổi thọ giờ? Đây là thứ được ghi lại trong y thuật của Lập Đầu Tử Quả Minh Hoàng Thơ, coi như là phẩm chất có chút hỏng.
cũng có thể tăng tuổi thọ 5 năm. Tiểu Miên Hòa, ngươi cùng ta đi hái thuốc. Đồ phòng ngồi ý muốn, mở thêm chút đồ vậy. Lệ Nhi, tối nay ta không vào ăn cơm tối đâu. Sư tỷ quay về rồi. Tỷ tỷ, Vô Sâm, lần này lịch luyện có thu hoạch gì không? Tỷ tỷ, hôm nay ta có hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện tiến về Đại Long Sơn, nhưng ngồi ý muốn tiến vào đế cung nhỏ đồ tự bi kiếm. Chính là vật này. Vô Sâm, muội theo đi. Chuyện này không nhỏ, muội nói chi tiết cho ta. Sau khi nhận được kiếm, muội liền bị thạch long của Thi Đà Giáo truy sát vào lúc muội sắp bỏ mạng. Một vị cao thủ thần bí ra tay có muội, sau khi có muội hắn không còn tự bi kiếm, ngược lại chỉ cần công pháp tăng tuổi thọ. Đây thế nhưng là đại đế chi bình, vô số người đã muốn cướp lấy hắn vậy mà không còn. Tỷ tỷ, muội không có lừa tỷ. Vị con giả thần bí này á, thực lực tham sâu chia cắt Đại Long Sơn chính là hắn làm. Hắn còn nói, để tìm được vật tăng thọ nghiêng thì đi Thiên Vũ Thành tìm hắn. Thiên Vũ Thành nằm ở trong trưởng quán của mình, vậy mà còn có người cường đại như vậy sao? Vô Sông, chuyện này tôi đã biết á, nhưng không tầm thường. Mỗi thu lại từ bi kiếm trước, cẩn thận tu luyện. Ta chỉ cần bấm trưởng môn. Được. Vô Sông, đây là Ẩn Độc Vân của Thi Đại Giáo. Ẩn Độc Vân không phải người dùng độc không thể giải. Làm sao vậy? Các chủ, ngài quán thức ngài bảo ta điều tra không có điều gì đặc biệt. Không ngờ đại nhân vật giống như công tử vậy mà ở Thiên Phú Thành ẩn nấp 3 năm, nó không phải chủ động lộ ra, sợ là vẫn cho rằng huynh ấy chỉ là một y sư bình thường. Hai người rời khỏi vị trí mà chưa được ta cho phép, thật sự coi các chủ như ta là vật bài trí thôi sao? Về các chủ, nếu như chúng ta là vì một cây nhân sâm ngàn năm tuổi mới bất đắc dĩ rời đi thì sao? Cái gì? Một cây nhân sâm ngàn năm tuổi đã trốn thoát ra khỏi từ khi hở phong ấn của đế cục, tránh thoát khỏi sự tranh đột vô số vương hậu, ngày nay ẩn nấp trong Đại Long Sơn. Vật chính là đồ Diệp công tử nhờ ta tìm, coi như là vì công tử. Nghiên bảo, chúng ta xuất phát. Ăn thật phơ. Bây giờ coi như là kéo dài tuổi thọ đến hơn một năm rồi. Đáng tiếc, vẫn còn cho một quả, thật sự ăn không nổi nữa, hay là... quả của ta quay lại. Loại thiên khí này, nhân tiện trước đây có phải cũng có loại tình huống này không? Tên nhóc này sao lại quay lại rồi? Đây là dây chuyền của Hồng Anh. Đại Trinh Lão, ông lấy nào còn muốn giết người độc bảo sao? Ta thế nhưng lại đến từ bản gia. Một phó tử mà thôi, coi như là giết người ở đây á, còn có ai để ý chứ? Tiện nhân, bình thường bên báo đắc ý, thật sự cho rằng bản thân là chủ nhân của Vạn Bảo Cát sao? Đợi ta lấy được nhân xong sẽ suy nghĩ cho ngươi một cái chết có thở diện. Dễ chuyện đâu, chỉ dựa vào ngươi mà còn muốn đột bảo, nằm mơ à? Khốn kiếp, đi chết đi.
Diệp công tử, may mà có con tầm bảo thử này ta mới có thể tới kịp. Nhưng vẫn là đừng nói cô ta biết chi tiết. Công tử, trong đây là vật tăng tuổi thọ ngài cần. Vậy thì không vấn đề gì rồi. Tiếp theo xem biểu diễn của ta đi. Hai con sâu kiến còn dám hỗn sự trước mặt của Kim Đan. Công tử, hai người đều là Kim Đan tu sĩ, ngài phải cẩn thận. Nếu đã có hai người, Hồng Anh, có muốn báo thù không? Tôi... Nhưng tôi chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Không sao, tu vi của mình á đang tăng lên. Sức mạnh của Kim Đan đỉnh phong. Chết đi, sâu kiến. Hai tên các ngươi muốn chết à? Hả? Khủng khiếp, chợ của ta còn chưa từng đánh ta. Ồ, thế sao? Diệp, Diệp quán chủ, ngươi đừng manh động. Các người lại khủng khiếp. Xem tuyệt chiêu của ta đi. Ta sai rồi. Đại lão, tha cho ta mãn đi. Ta trên có già dưới có trĩ, từng lập công từng chảy máu vì bảo cát, ta không dám nữa. Này, lão già này, vẫn có đức hạnh sao? Có thơ cho hắn không? Nghe theo người đi. Đại trưởng lão, nói tình người cũng đã từng cúc tung tận tụy vì bảo cát. Nếu hôm nay người tận tâm ra sức vì Diệp công tử, vì vạn bảo cát thì ta sẽ tha cho người không chết. Vâng, vâng, vâng. Xem ra sau này vợ báo cát đổi chủ rồi. Diệp công tử, Diệp cái chủ, ngươi sao vậy? Đa tạ công tử đã ra tay tương cứu một lần nữa. Rõ ràng Hồng Anh đã đồng ý tìm vật kéo dài tuổi thọ cho ngài, rồi quay đầu lại còn ngài lập y giúp ta. Diệp cái chủ, thì ta quả thật có thể đánh một chút, nhưng về phương diện tình báo này là không thể tinh thông được. Sau này ta vẫn còn phải trông cậy vào ngươi. Ngươi đừng có coi thường bản thân. Diệp công tử, nó cũng cảm động đấy, nhưng có phải là ngươi đã quên cái dịp đấy rồi không? Này, có thể đứng chen vào lúc ta đang chiếm độ hảo cảm được không hả? Không phải ngươi rất là muốn sống tiếp sao? Nhưng vì sao mà hết lần này đến lần khác? Cái gì? Không có gì. Tạm biệt. Hả? Nói khó hiểu rồi đuổi người ta ra khỏi cuộc truyện tranh này à? Công tử, có thể đứng dậy khỏi người ta được không? Ta không phải cố ý. Nhà công tử không vì tu vi của ta thấp mà coi thường ta, ngược lại còn cố giúp ta nhiều lần khi ta gặp nghi, ta có thể thích. Công tử, hả? Ta đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Ta đã nghĩ cái gì vậy? Đại lão như vậy sao ta có thể mơ mộng được chứ? Sao lại đi rồi? Thành Thiên Vũ. Cũng may sở thành chủ đã trở bờ, còn phái tu sĩ giúp đỡ chúng ta. Đúng vậy, nếu không thì không biết bức tường thành này phải dọn dẹp đến lúc nào nữa.
Người nói người bóp cổ Vương Hồ lúc đó là Sở Thành Chủ sao? Ta thấy không phải Sở Thành Chủ vô dụng kiếm, sợ là trong thành có lão quái ẩn cư ra tay. Không ngờ lão già Thạch U kia thật sự đã chết ở đây rồi. Bây giờ thành Thiên Vũ này đã trở thành cái đinh cản đường của Thi Đà giáo ta, xem ra không thể không diệt trừ. Được, con gái này bao nhiêu? Vậy mày là vô cốt linh căn, không ngờ vận may của lão phu lại tốt như vậy. Lấy nửa tuổi này đi luyện đan, có lẽ có thể luyện cho được một viên vô cấu đạo bảo đan. Hả? Ta nhớ ta đã đóng cửa rồi mà. Chẳng lẽ là rơm rớm? Phòng ca ca, lầu hình sau. Linh Nhi, là ta đã trở về rồi. Phạm đại ca, hắn giỏi trái ta rồi, ta còn tưởng là trâm vào nhà nữa chứ. Không sao rồi, không sao rồi, sao lại nhát gan vậy chứ? Hơn nữa, có ta ở đây. Muội sợ cái gì? Giáp 11.